Xin chào anh em, mình là Hợp. Nay mình có về được hai chiếc đồng hồ của thương hiệu Tag Heuer và đây là hai chiếc có giá hợp lý để anh em chơi với thương hiệu cao cấp của Tag Heuer. Ở đây thì mình sẽ có một chiếc mặt trắng và một chiếc mặt xanh với hai size khác nhau. Đầu tiên thì mình sẽ nói qua về chiếc mặt xanh này trước. Chiếc mặt xanh này đó là một chiếc Tag Heuer Limited Edition. Phiên bản này thì có tên là Bora Bora Tahiti. Và cái chiếc này thì sẽ có 900 chiếc được sản xuất với một cái mặt số vô cùng độc đáo là mặt ngọc chai xanh Tahiti. Như các bạn thấy ở đây thì là cái mặt của nó thì rất là ảo diệu và mặt nó là mặt chai. Và như các bạn thấy là tùy từng góc thì nó sẽ có những cái góc 3D khác nhau tùy thuộc theo vân của con chai. 900 con thì mỗi con đều coi như là một cái phiên bản độc bản, bởi vì những cái chai tự nhiên này nó sẽ khác nhau và nó không có sự lặp lại. Chiếc này thì có size là 39mm và cái lắc tu lắc của nó khá là ngắn, loanh quanh đâu đấy vào khoảng tầm 46-47mm, cực kỳ hợp với anh em tay nhỏ và vừa. Chiếc này của mình thì tình trạng là qua sử dụng còn đẹp và dây thì còn rất là dài, chắc là phải đủ cho tay 18. Và với chiếc này thì tay anh em sẽ chỉ loanh quanh tầm khoảng 15cm là chúng ta đeo là ok rồi. Chứ mình nghĩ là nếu mà tay nhỏ hơn thì đeo chiếc này thì nó vẫn hơi dày. Đó. Chiếc Bora Bora Tahiti Tag Heuer này vẫn sử dụng bộ máy caliber của Tag Heuer được bay trên dòng Sellita với 26 chân kính, có 28.800 tần số động và các bạn sẽ có khoảng 40 giờ tích cóp. Và chúng ta sẽ thấy ở đây là cái kim dây của nó được tô điểm với một cái màu vàng rất là đẹp. Và cái phiên bản này là limited cho nên là các bạn sẽ thấy cái dòng chữ là Bora Bora Tahiti cùng với hình ảnh chú cá ngựa màu xanh được đặt ở góc 6 giờ. Ở góc 3 giờ chúng ta sẽ có ô lịch ngày thay cho cọc số. Và toàn bộ cái kim cọc của chiếc này thì nó là một dòng diver cho nên là nó cũng sẽ có lum đầy đủ. Phía ngoài thì chúng ta sẽ có một cái benzen tính giờ lặn. Mình sẽ test thử cái lum của chiếc này. Đây, anh em có thể thấy là khi có cái UV vào thì cái lum của nó thì sẽ rất là sáng. Đó. Sáng quắc. Đó. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có cái lum chính. Lum này là lum skill down. Và sợi dây đi kèm thì chúng ta sẽ có 3 chỉ với hai cái chỉ nhỏ được làm bóng và 3 chỉ khác của chúng ta thì được làm sần và phay xước. Đó. Chiếc này thì sử dụng khóa thủ sóng diver và chúng ta sẽ phải khóa hai nấc và nó sẽ gập về một bên. Ở đáy sau thì các bạn sẽ thấy ngay những cái thông tin khác của dòng sản phẩm này. Bao gồm là hình ảnh quần đảo Tahiti. Như các bạn thấy là dòng chữ Limited Edition. Chiếc của mình thì sẽ có số Limited là 752/900 anh em nhé. Đó, chiếc này thì có độ chống nước là 300m, rất là tốt, tương đương 1000 feet, nước nôi thoải mái. Đằng sau cũng sẽ khắc dòng chữ Bora Bora Tahiti. Đó. Với phiên bản đặc biệt thì chúng ta sẽ có những cái sự khác biệt như vậy. Đáy sau thì được hoàn thiện với cái đường vân xoáy tròn đồng tâm, rất là đẹp. Và thay đổi góc nhìn. Đó. Chiếc này thì lên tay thì với anh em nào tay khoảng 15cm thì rất là đẹp, bởi vì những cái dòng diver mà size bé này thì ít có, ít gặp. Và nếu như anh em nào có nhu cầu thì mua chiếc này thì có thể liên hệ bên mình. Bên mình bán chiếc này với mức giá là 19.800.000 anh em nhé. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ có một chiếc Aquaracer. Và chiếc Aquaracer này là một chiếc đời chung. Và các bạn nhìn cái đời này của nó thì niềng của nó khá là đẹp. Đời mới nhất thì sử dụng niềng ceramic. Còn cái đời này là chúng ta vẫn có niềng nhôm. Tuy nhiên niềng nhôm đời này đã đẹp hơn niềng trước rất là nhiều. Chúng ta có một chiếc Tag Heuer Aquaracer với mặt diver màu trắng và chúng ta sẽ có những cái vân ngang. Như các bạn thấy ở đây vân ngang rất là đẹp. Dòng chữ Aquaracer cùng với đó là Calibre 5 và độ chống nước 300m được đặt ở góc 6 giờ. Góc 3 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch và logo Tag Heuer ở góc 12 giờ. Các bạn có thể thấy những cọc số được làm bằng thép bắt sáng rất là tốt. Ở phía ngoài này thì là đường xoay tính giờ lặn. Đó. Những chiếc đồng hồ mà có độ chống nước 300 thì các bạn có thể bơi lội thoải mái rồi, rất là đã luôn. Và chiếc này thì cũng có dạ quang rất là sáng, để mình sẽ test qua dạ quang cho anh em xem. Cái đèn mình chiếu là đèn UV anh em nhé. Ở nhà anh em nào mà nuôi cá hoặc nuôi cây cảnh thì cũng hay có cái đèn này. Thì với cái đèn UV này thì chúng ta sẽ chiếu vào thì chúng ta sẽ thấy là cái lum nó bắt được cái tia UV và nó sẽ sáng hơn. Đó. Mình sẽ sâu những vị trí khác cho anh em xem. Sợi dây ở trên chiếc này thì đầu tiên là khóa thì nó đã sử dụng cái khóa đời mới hơn với cái khóa gập một bên và khóa nó có hai cái nút khóa ở hai bên. Và sợi dây trên chiếc này của chúng ta thì sẽ sử dụng là ba chỉ và hoàn toàn là ba chỉ được phay xước.
Đáy sau thì chúng ta sẽ thấy cái logo đặc trưng của dòng Aquaracer, đó là hình đầu cái bộ đồ lặn. Như các bạn thấy, mã của nó là WAP2011 ở đây. Chiếc này thì có độ chống nước là 300m và tương đương 1000 feet, cùng với đó là kính sapphire cũng như là bộ máy là caliber 5 với 26 chân kính 28.800 và khoảng 40 giờ tích cót. Thì với chiếc này thì nó là cái size là 41mm, cho nên là với chiếc này thì anh em tay khoảng 16cm thì chúng ta đeo sẽ là đẹp anh em nhé. Và cái lắc của nó khá là cụt đó. Dây của chiếc này thì sẽ còn đủ cho tay khoảng 17 năm. Và nó cũng là một cái size, cái size mà max size mà anh em nên chơi. Chiếc này thì sẽ đắt hơn chiếc Bora Tahiti một chút, vì đây là hai đời của sản phẩm. Chiếc này là đời trước, sau đó là đến đời 2 này, và tiếp theo là đời 3. Đời mới nhất là hiện tại nó đang sử dụng, đó là cái niềng benzen ceramic. Thì chiếc mặt trắng này bên mình bán với giá là 23.500.000 đó, còn chiếc Bora Tahiti này như mình nói là 19.800.000. Anh em nào có nhu cầu về một trong hai chiếc Tag Heuer này thì anh em có thể liên hệ bên mình. Sản phẩm được bán ra đi kèm với chế độ bảo hành 2 năm và cùng với đó là bao check cũng như là đảm bảo 100% authentic đó. Anh em nào có nhu cầu có thể liên hệ ICS theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và sẽ gặp lại trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.